Chàng thanh niên tên Tần Phong này đã nhiều năm thi trượt vào học viện cảnh sát mơ ước. Bà ngoại thấy cháu trai suy sụp nên liền tâm lý đặt vé cho cậu đến Thái Lan để xả stress và sẵn tiện thăm một người chú khá nổi tiếng ở phố người Hoa tại xứ sở chùa vàng. Người chú mà bà ngoại nhắc tới chính là Đường Nhân, một thám tử tài ba không chỉ đẹp trai, phong độ ca hay múa giỏi mà rượu chè nhậu nhẹt cờ bạc gái gú anh ta chơi tốt không ngán thứ gì. Buổi sáng sao mặt trưa với mấy bà hàng xóm ăn được mấy đồng bạc là Đường Nhân liền lên mặt nói rằng sẽ khiến cho họ không còn cái quần què để mặc về sau ngày hôm nay. Có điều ếch chết tại miệng và khi tới cuối ngày thì gã thám tử mới chính là người bị vét sạch túi, chỉ còn biết khóc tiếng mắn. May nhờ hết tiền nên báo đời mới nhớ mình còn phải đi đón thằng cháu đang đợi ở sân bay để chuộc lỗi vì đã khiến Tần Phong đợi dài cả cổ cả ngày hôm nay. Ông chú nhanh trí dẫn cậu đến một quán bar để ăn chơi nhảy múa. Xong cứ thế hai chú cháu làm tí rượu rồi ngắm mấy cô em xinh tươi đang uốn éo như mấy con lăng quăng tại đây. Để thêm phần hưng phấn nên gã thám tử tệ nạn còn lén bỏ một ít bột ngọt thần kỳ vào ly rượu của Tần Phong làm cậu phê pha đến tận 9 tầng mây. Sáng hôm sau, trong khi người còn chưa dã rượu thì Tần Phong đã thấy chú Đường đang chồng mông nhìn trộm ai đó bên kia bức tường. Không do dự, cậu liền đẩy chú ra để hóng hớt và ai ngờ chưa kịp cơm cháo gì đã bị ăn ngay một gáo nước nóng làm cho phòng đỏ cả mắt. Hóa ra ông chú thám tử mỗi ngày đều đến đây để xem trộm cô chủ nhà trọ của mình tắm. Xui rủi thay vì hôm nay Tần Phong lại thế mạng còng lưng gánh hết tội hộ cho. Khổ thân cu cháu cứ thế bị ông chú tứ đổ tường chơi cho một phố nhớ suốt đời. Ở con phố người Hoa tại Thái Lan này thì không ai không biết đến danh tiếng của Đường Nhân. Với tài nghệ thám tử siêu hạng của mình khiến anh ta luôn được tin tưởng giao cho những vụ án cực kỳ nghiêm trọng và hóa. Đơn cử như hôm nay lại nhận được một vụ tìm kiếm chú chó thất lạc cho một bà cụ. Nói là tìm cho oai chứ thực ra tay thám tử làm gì có tâm đến như vậy. Đối với mấy vụ vớ vẩn như này nên Đường Nhân chỉ cần đảo vài vòng tại cửa hàng thú cưng để tìm một con chó có ngoại hình giống với con đã bị mất tích, sau đó đem nó tới tiệm tóc để tân trang sửa soạn một chút rồi cuối cùng trao trả lại cho chủ nhân là có ngay một chút tiền công để sống qua ngày. Thất vọng vì trò lừa bịp của ông chú khiến Tần Phong tức giận thu xếp hành lý định trở về nhà. Thấy thế tay tệ nạn liền vội vàng ngăn cản cho rằng vụ vừa rồi chẳng qua chỉ là vặt vãnh kiếm ít tiền đánh bạc, sắp tới nhất định sẽ đưa thằng cháu đi xem nhiều vụ án dữ dội hơn. Thế nhưng Tần Phong vốn là một thiên tài trong làng thám tử nên chỉ cần nhìn qua một cái là cậu có thể ghi nhớ toàn bộ dữ liệu từ mùi thuốc lá trên cơ thể hay biểu hiện hành động của chú Đường. Thậm chí là cả những chi tiết nhỏ nhất để bóc mẽ toàn bộ mấy trò bịp bợm của Đường Nhân như đi guốc trong bụng. Quá sốc trước tài suy luận của thằng cháu nên báo thủ hứa sẽ không nói dối nữa và giữ nó ở lại 6 ngày như đã cam kết với bà ngoại. Ngày thứ hai tại Thái Lan, khi hai chú cháu đang tranh thủ làm đẹp ở trên phố nhằm chuẩn bị cho buổi sinh nhật của cô chủ trọ tối nay thì Đường Nhân bất ngờ nhận một cuộc điện thoại từ người bạn. Đầu dây bên kia cảnh báo anh ta hãy mau chóng rời khỏi đây vì cảnh sát đang truy nã báo thủ rất gắt gao. Cứ tưởng thằng bạn vui tính chơi đùa mình nhưng ai ngờ vừa ngóc đầu lên thì quả thật từ phía khắp nơi đều là người của quân triều đình. Không chần chừ ngay khi cúp điện thoại là Đường Nhân đã phát chân lên cổ bỏ chạy. Cảnh sát thấy thế cũng lập tức truy đuổi theo ngay phía sau. Vừa chạy anh ta cũng không quên tặng cho những kẻ bám đuôi vài đường quyền, sau đó còn gây náo loạn cả một khu phố. Tưởng đâu gã thám tử bá đạo đã bị xếp huynh tóm gọn đưa về đồn xơi nước thì may mắn thay Tần Phong lại xuất hiện giúp chú một tay làm viên cảnh sát ngã sấp mặt lỗ mũi ăn trầu. Tiếp đến cả hai bỏ chạy vào một khu chợ địa phương. Bị đám cảnh sát vây bắt quyết liệt nên Đường Nhân túng quá hóa liều ngậm ớt phun người hay thậm chí lấy trứng gà trọi vào đối phương không từ bất cứ thủ đoạn nào để thoát thân. Chạy đến khu chợ nổi trên sông họ tiếp tục công cuộc đại náo càn quét các chiếc thuyền khiến từng viên cảnh sát rơi xuống nước như sung dụng. Mấy tiểu thương gần đó cũng vì anh mà bị liên lụy, đúng là chiến thần báo đời báo đốm, chỉ ăn chơi phá hoại là giỏi. Hóa ra lý do mà Đường Nhân bị truy bắt gắt gao như vậy là vì vài ngày trước tại một tiệm trang sức ở phố Tàu đã bị cướp đột nhập và lấy đi hơn 100 khí vàng. Qua điều tra họ biết được nhóm tội phạm này có cả thầy nam thành viên và được cầm đầu bởi một gã tóc dài tên là Sompat. Tuy nhiên khi cảnh sát ập vào hang ổ để tóm người rồi tịch thu số vàng thì bất ngờ phát hiện hắn ta đã trầu trời. Số vân tay trên hung khí và tang vật cùng camera trước cửa đều cho thấy Đường Nhân đã ở hiện trường và cũng là người duy nhất xuất hiện trong một tuần qua. Vậy nên cảnh sát mới nghi ngờ anh ta là đồng bọn của Sompat. Chắc hẳn vì nảy sinh lòng tham nên đã tranh giành số vàng đó rồi ra tay giết chết tướng cướp. Việc mà họ cần làm bây giờ là phải mau chóng bắt được Đường Nhân để ép anh khai ra số vàng đang bị mất tích. Đúng lúc căng thẳng thì tay thám tử ăn hại lại gọi điện cho sếp Thái để cầu cứu, bởi vì ban đầu chính anh là người báo động để mình chạy trốn. Trước hàng trăm ánh mắt nghi ngờ, sếp Thái đành phải yêu cầu thằng bạn chí cốt mau chóng ra đầu thú để nhận khoan hồng từ pháp luật, bằng không thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn. Trong khi đó Tần Phong cũng bắt đầu mệt mỏi với việc chạy trốn nên đã khuyên chú Đường ngoan ngoãn nhận tội. Dù sao thì luật pháp ở Thái cũng không bắt phạm nhân phải dựa cột, và có chăng thì ở tù 40 năm rồi về lấy vợ sinh con tái hòa nhập với cộng đồng cũng chưa muộn. Đang lúc tranh cãi thì hai chú cháu bị bọn đàn em của Sompat bao vây, do nghĩ rằng tin tức Đường Nhân giết đại ca của mình là thật. Ngay lập tức tay thám tử bạc nhược liền thi triển vài thế võ học lỏng của mình khiến tên béo suýt thì phải chống gậy để do đường, còn gã đầu xoăn cũng phải nhịn đi nặng 7 ngày 7 đêm.
Tuy nhiên thế trận đã kịp đổi chiều khi đồng bọn của hắn là bốn mắt kịp rút khẩu lục chĩa về Tần Phong để uy hiếp Đường Nhiên đầu hàng. Ôi đúng là đứng trước cửa Phật, à tôi nhầm là đứng trước nòng súng thì vạn vật chúng sinh đều bình đẳng. Sau khi bị ba tên cướp khống chế chùm đầu lại thì hai chú cháu tiếp tục được đưa tới một công xưởng bỏ hoang để ép cung. Đường Nhân lúc này mới hay mấy tên không làm mà đòi có ăn trước mặt mình chính là ba trong số năm tên cướp có liên quan đến việc của mất 100kg vàng. Trước khi kẻ cầm đầu là Sompat bị sát hại thì hắn đã thuê Đường Nhân vận chuyển một thùng hàng tới một bãi gửi xe và đó rất có thể là số vàng mà ba tên cướp đang tìm kiếm. Cứ thế chúng lên kế hoạch chia nhau ra, hai tên sẽ đi đến nơi mà thám tử khai để lấy lại số vàng còn một tên sẽ ở lại để trông chừng. Nhân lúc tên béo đang hì hục rúc đầu và ly mì ăn lấy ăn để thì tay thám tử bên này đã âm thầm với chân nhặt một thanh sắt hòng mở còng tay cho thằng cháu ở bên cạnh. Mặc dù đã thoát ra được nhưng khi đối mặt với tên béo thì Tần Phong lại không dám xuống tay và kết quả bị hắn hồi mã thương cho đo đất rồi túm tóc vô cùng đau đớn. Rất may trong lúc nguy khó thì chú Đường đã thành công tự cởi trói sau đó hóa thân thành Trần Quốc Toàn bóc nát hai quả cà của tên béo khiến hắn kêu la thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tận dụng lúc đối phương không còn sức chống cự giúp hai chú cháu nhanh như sóc bỏ chạy khỏi đó. Thế nhưng khi đến một con phố thì cặp đôi mới ngớ người nhận ra bản mặt của họ lại xuất hiện nhan nhản trên khắp các bản tin thời sự. Đâu đâu cũng thấy lệnh truy nã thế này thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi mất. May mắn trong lúc ngặt nghèo thì Đường Nhân đã nhớ tới người tình trong mộng của mình. Ngay lập tức hai kẻ không trốn dung thân đã chạy tới nhà của cô chủ trọ để xin nương nhờ qua hết đêm nay. Ai ngờ đúng lúc này ba tên cướp cũng mò tới tự nhận mình là đồng bọn với Đường Nhân dụ dỗ Mỹ Nhơn khai ra chỗ bọn họ ẩn nấp. Cô chủ nhẹ dạ cả tin cứ thế chỉ thẳng lên trên lầu làm hai chú cháu hoảng loạn chạy thẳng vào phòng cô ấy để lẩn trốn. Khi ba tên cướp còn chưa tìm được hai con chuột nhắt thì xếp thái đã gõ cửa để đưa hồ sơ vụ án cho Đường Nhân như đã hẹn trước. Thấy vậy ba tên cướp cũng đành chạy vào phòng của chủ nhà để lánh nạn. Éo le thay gã đồng nghiệp suốt ngày đấu đá như chó với mèo với xếp thái là xếp Huỳnh cũng đánh hơi tìm tới để chúc mừng sinh nhật cô chủ trọ. Nếu mà để anh ta biết được bản thân đang lén liên lạc với nghi phạm thì coi như tiêu đời thế nên xếp thái cũng công dò lên lầu để chơi trốn tìm. Vừa mở cửa thì cô chủ đã mau chóng thổi nến sau đó lấy lý do để đuổi khéo gã cảnh sát đang có ý tán tỉnh mình. Thế nhưng trước khi lên xe rời đi thì xếp Huỳnh đã nhớ ra chiếc vòng cổ mà cô chủ đang đeo chính là chiếc vòng mà Đường Nhân đeo khi trước. Không do dự xếp Huỳnh cùng tay cộng sự đã quyết định quay lại dứt khoát xông cửa vào trong khám xét. Phía trên lầu lúc này cũng bắt đầu sợ hãi chạy tán loạn giành nhau chỗ để ẩn nấp. Tên bốn mắt chậm chân hơn nên đã bị đá ra ngoài và xếp Huỳnh nhờ sự tinh ý của mình đã tiếp tục phát hiện ra đầu xoăn sau tấm rèm rồi nào là xếp thái cùng tên béo trong tủ quần áo. Hai chú cháu Đường Nhân thì bị gã cộng sự đi cùng bắt quả tang nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh ta lại cố ý che giấu giúp cho nghi phạm. Nhờ vậy mà bọn họ thành công thoát được một kiếp nạn. Để đối phó với sự nghi ngờ của xếp Huỳnh, cô chủ ở bên này đã nhanh trí giới thiệu ba người đàn ông lạ mặt thật ra là ba ông anh họ ở dưới quê mới lên. Vì muốn em gái bất ngờ nên đã bí mật lẩn trốn để tổ chức sinh nhật cho cô. Vừa nói xong thì cả bọn đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật đều răm rắp không vấp chữ nào rồi lần lượt trật tự ra về. Thật không ngờ vở kịch dở hơi đó lại thành công qua mắt được xếp Huỳnh. Sau khi anh ấy rời đi thì Tần Phong và Đường Nhân cũng theo sự sắp xếp của xếp thái chạy tới bến cảng để chuẩn bị vượt biên sang châu Phi. Tuy nhiên sau khi nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của ông chú, Tần Phong đã nhận ra còn nhiều điểm khúc mắc nên đã đổi ý quay lại quyết tâm hợp sức phá vụ án này để minh oan cho báo thù. Tiếp đến cả hai đã tới bãi đỗ xe mà Đường Nhân đã giao thùng hàng để tìm manh mối. Ngay vị trí mà chiếc xe đã đậu và Tần Phong với cái lỗ mũi thính như chó của mình liền đánh hơi thấy mùi tanh của cá còn lưu lại ở dưới sàn. Biết Bangkok không có nhiều nơi buôn bán hải sản nên cả hai đã lập tức đến một khu chợ gần đó để hỏi thăm. Sau một lúc thì họ cũng tìm được một chiếc xe giống với mô tả của chú Đường nhưng khổ nỗi nó lại đang nằm ở một khu phế liệu. Nhìn sơ qua thì bãi tha ma này phải có ít nhất hàng ngàn chiếc xe bị bỏ hoang. Nếu chăm chỉ tìm kiếm cũng phải ít mất nhất mấy mùa xuân mới có hy vọng tìm thấy nhưng chưa chắc gì đó lại là chiếc xe có liên quan đến vụ án. Hết cách cả hai đành phải chuyển hướng đột nhập vào hiện trường nơi Sompat đã bị giết. Có điều nơi này cũng chẳng có gì khả nghi ngoài việc Đường Nhân cảm thấy nó quá sạch sẽ và gọn gàng. Không chừng tên Sompat này lại là Bue Nue cũng nên. Đang thắc mắc thì bọn họ giật mình nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài. Theo quán tính cả hai lập tức chui xuống giường để lẩn trốn. Hóa ra ba tên cướp cũng đang có mặt ở đây để tìm số vàng và may mắn ngay lúc họ sắp sửa bị phát hiện thì một cuộc điện thoại gọi đến làm việc tìm kiếm bị gián đoạn. Tình cờ Tần Phong cũng phát hiện thấy một dấu vết kỳ lạ được ai đó để lại dưới gầm giường. Và để đẩy nhanh quá trình phá án nên hai chú cháu đã tìm tới nhà của xếp thái uy hiếp ông ta cho họ xem đoạn băng ghi hình trước cửa nhà Sompat. Nếu không giúp thì Đường Nhân sẽ mách lẻo việc gã có bồ nhí ở bên ngoài. Không còn cách nào khác nên tay cớm đành phải bắt tay với hai kẻ nghi phạm để giải quyết vụ án. Tuy nhiên đoạn băng ghi hình mà hai chú cháu cần lại ở trong phòng làm việc của xếp Huỳnh. Có điều họ không thể đột nhập vào ban đêm vì khi ấy hệ thống máy tính sẽ tự tắt và cần có mật khẩu để kích hoạt. Thế nên cả nhóm chỉ còn cách vào đó giữa thanh thiên bạch nhật để xem qua cuộn băng. Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng và cả ba quyết định sẽ dùng chiêu dương đông kích tây lấy chú Đường làm con mồi để thu hút sự chú ý của cảnh sát.
đúng như kế hoạch và ngay khi trời vừa sáng là Đường Nhân đã cải trang thành nhân viên vệ sinh. Như một nhẫn giả anh lẻn vào đồn cảnh sát như trốn không người, sau đó giải đầy đinh cùng bi sắt ở khắp các hành lang. Bất mãn vì cố tình gợi ý mà tay cảnh sát không hề nhận ra dung mạo đẹp trai đang bị truy nã của mình, Đường Nhân tức giận cứ thế đứng trước cửa hét lớn để gây sự chú ý. Không do dự, tất cả bọn họ dồn hết ánh mắt vào gã nghi phạm, sau đó lao vào truy bắt. Bằng sự nhanh nhẹn của mình giúp anh luồn lách khắp ngóc ngách, nhưng bò đến đâu cũng đều được khám răng hàm mặt tổng quát. Cầm được thứ gì trên tay thì thứ đó lập tức trở thành vũ khí, và nhờ vậy mà Đường Nhân không ngán bố con thằng nào. Văn phòng cũng vì vậy mà biến thành một chiến trường tang hoang. Sếp Huỳnh vì muốn thăng chức nên giáo giết đuổi theo tay thám tử, rồi kết quả đã bị anh cho tiếp đất bằng mặt vô cùng đau đớn. Sau khi ra tới ngoài thì tay thám tử nhờ vào ám khí đã chuẩn bị sẵn mà thành công cản bước đám cảnh sát vô dụng rồi tẩu thoát. Trong khi đó, Tần Phong và sếp Thái cũng đang xem xét qua đoạn băng ghi hình nhưng có vẻ như không có điều gì bất thường cả. Họ trở về nhà rồi dịch các tài liệu, Tần Phong mới biết được Sombat có một người con trai mất tích cách đây một năm, và trong khoảng thời gian đó gã chỉ lui tới đúng một quán cà phê quen thuộc. Tiếp đến, cả nhóm vào căn chung cư đối diện quán cà phê đó để mua chuộc người quản lý giao ra sổ sách của dân cư. Xem xét sơ qua thì quả thật con trai Sombat đã từng ở đây và lần theo dấu vết giúp hai chú cháu tìm đến nhà của một cô bé là bạn học ở sát cạnh nhà của con trai nạn nhân. Nhưng đáng tiếc là cũng chẳng thu thập thêm được gì. Đang định rời khỏi đó thì cả hai lại bị úp sọt đưa đến gặp một ông trùm. Hóa ra số vàng bị cướp thuộc quyền sở hữu của ông ta. Nể mặt cô chủ trọ xinh đẹp nên ông trùm hào phóng cho họ 10 ngày để mang số vàng trở về, nhưng Tần Phong lại tự tin nói rằng mình chỉ cần 3 ngày là xong. Quá tức giận vì sự dại dột của thằng cháu khiến báo thủ nổi trận lôi đình, cãi nhau một trận rõ to với Khứa rồi quyết định đường ai nấy đi. Cũng trong ngày hôm đó, Đường Nhân bị sếp Huỳnh bắt gặp và đuổi bắt chạy mệt cả hơi tai. Còn Tần Phong bên này lại đến nhà để trò chuyện với nữ sinh mà lần trước họ đã gặp nhằm dò hỏi thêm tung tích của nạn nhân. Lúc chuẩn bị ra về thì Tần Phong lại vô tình chạm mặt bố dượng của cô bé. Cứ thế chàng thám tử đứng đờ người ra đó không nói nên lời vì ngờ ngợ đã gặp ông ta ở đâu đó. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình giúp Tần Phong từ từ tu ngược lại thời gian, nhớ lại những nơi mà mình đã đi qua. Cuối cùng nam chính đã biết được bố dượng của cô bé chính là tay công nhân làm việc tại khu phế liệu mà họ đã đến để tìm kiếm chiếc xe trong vụ án. Bằng linh tính của mình nên Tần Phong đã lập tức nghi ngờ người đàn ông này chính là thủ phạm rồi gấp rút ra về trong sự sợ hãi. Từ đó hai chú cháu đã tái ngộ tại hiện trường để dựng lại vụ án nhằm tìm ra bằng chứng tội ác của tên giết người. Tuy nhiên đang lúc suy luận thì bọn họ bất ngờ bị một tên đeo mặt nạ cầm dao tấn công từ phía sau. May mà Đường Nhân nhanh nhẹn phát hiện kịp thời giúp Tần Phong giữ được một mạng. Thất thế trước sự chống trả quyết liệt nên tên đeo mặt nạ vội vã tháo chạy ra ngoài, không quên phóng hỏa để thủ tiêu hai người bọn họ. Dù vậy, Tần Phong vẫn cố gắng chạy vào phòng để mang theo một chiếc loa Bluetooth, nhưng có điều lửa đã bốc cháy dữ dội, còn khói thì nghi ngút khắp phòng. May mà chú Đường nhanh trí dùng nước thánh của mình làm ướt tấm vải, thành công đưa hai người ra ngoài. Đúng lúc này họ lại nhận được điện thoại cầu cứu của cô chủ trọ. Hóa ra gã cộng sự của sếp Huỳnh đã tha mạng cho họ lần trước chính là một trong năm thành viên của hàng cướp. Biết Đường Nhân rất yêu quý cô chủ trọ nên hắn đã lợi dụng cô ấy để uy hiếp anh khai ra chỗ cất giấu số vàng. Thế nhưng hai người đến lúc này vẫn chưa có manh mối gì nên chỉ đành diễn một vở kịch mất đoàn kết. Lợi dụng tên tay trong mất cảnh giác là hai chú cháu song kiếm hợp bích lao đến tấn công đối phương. Cô chủ trọ vì đỡ cho Đường Nhân một viên đạn nên đã không may bị thương ngã ra phía sau. Quả phẫn nộ báo thù nhanh chóng cho tên cớm bẩn bất tỉnh nhân sự rồi nhanh chóng đưa người đẹp đến bệnh viện để cấp cứu. Vừa hay cảnh sát cũng đã nghe tin mà bao vây toàn bộ nơi này. Đường Nhân và thằng cháu của mình lại tiếp tục chơi trò trốn tìm quen thuộc. Có điều bệnh viện này thật sự quá bất ổn. Cả hai định trốn nhờ phòng đầu thì không may lọt vào địa bàn của mấy anh giang hồ bặm trợn súng ống trang bị tận răng. Vội vàng chạy vào phòng tiếp theo thì lại bị hội chị em miệng thét ra lửa làm cho sợ tụt cả bi vào trong. Đến phòng thứ ba thì họ cũng mau chóng lùi bước vì không dám bất kính với mấy sư thầy đang bận tụng kinh có mõ. May mắn còn phòng căn phòng cuối cùng, Đường Nhân lúc này chỉ còn niệm Phật cầu ông bà phù hộ sếp Huỳnh đừng mở cửa bước vào. Không ngờ ông bà đã hiện hồn về đúng lúc gánh thằng cháu muốn gãy cả lưng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi lông háng thì ba tên cướp lại đột nhiên bước ra từ thang máy. Sếp Huỳnh thấy người quen nên ngay lập tức gọi chúng lại để hỏi thăm. Tên béo có tật giật mình trực tiếp rút súng mở bát làm phía cảnh sát cũng rất nhanh đáp trả lại một cách dữ dội. Lợi dụng hai phe đang mải mê đấu đá với nhau là hai chú cháu liền nhanh chân thoát khỏi nơi nguy hiểm. Thời gian gấp rút khi chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc vụ án nên bọn họ đã tìm đến nhà của cô bé nữ sinh để điều tra thêm manh mối. Tuy nhiên khi đến nơi thì cả hai lại phát hiện nhóc ta đang cố gắng dùng thuốc ngủ để quyên sinh. Ngay lập tức Đường Nhân đã đưa nữ sinh đang thoi thóp đến bệnh viện để cứu chữa, còn Tần Phong bên này cũng tìm thấy cuốn nhật ký đã bị đốt một vài trang của cô bé. Sau một hồi nghiên cứu quyển nhật ký thì anh đã phát hiện 100kg vàng mà băng cướp chiếm đoạt thật ra không được đưa đi đâu cả mà vẫn còn đang nằm ở nhà của tên cầm đầu Sombat. Đúng lúc này cảnh sát lại mò đến bệnh viện để vây bắt hai gã nghi phạm, hết cách Đường Nhân đành phải trưng dụng một chiếc xe gần đó để tháo chạy. Bị truy đuổi gắt gao khiến tay thám tử chỉ còn nước hết cả hết số đâm thẳng xuyên thủng tiến về phía trước.
Sau một hồi chật vật chầy ra chóc vẩy thì cả hai cũng đã đến được nhà của Sampat rồi lôi ra một bức tượng Phật và chứng minh cho cảnh sát thấy số vàng đang được giấu trong đó. Tiếp đến bọn họ tìm tới bệnh viện nơi mà cô bé nữ sinh đang điều trị để phơi bày toàn bộ sự thật. Trùng hợp cha dượng của cô bé cũng đang có mặt ở đó nên đường nhân cứ thế tự tin tiết lộ động cơ cùng cách thức gây án của hung thủ. Có một sự thật là căn phòng gây án chỉ có một lối ra vào duy nhất. Và vào 7 ngày trước khi xảy ra vụ án thì cha dượng của cô bé đã nấp sẵn trong phòng người con trai mất tích của Sampat. Biết rõ camera sẽ tự động xóa hết dữ liệu rồi ghi đè sau 7 ngày nên hung thủ đã chủ động chờ sẵn tại hiện trường trước 7 ngày. Bằng chứng là dấu giày của gã đã để lại dưới gầm giường. Đêm đó sau khi thực hiện tội ác giết hại Sampat thì gã đã gọi điện nhờ đường nhân vận chuyển một thùng hàng. Khi đường nhân tới thì hung thủ đã cố tình để ánh đèn tối mập mờ rồi đội tóc giả cải trang thành tên cướp để qua mặt tay thám tử. Cứ thế đường nhân không hề hay biết mình đã trở thành kẻ thế mạng cho hắn ta khi dấu vân tay của anh được tìm thấy khắp nơi ở hiện trường. Ở trong phòng làm việc, tên hung thủ đã dựng cái xác ngồi dậy tựa như người vẫn còn sống. Tiếp đến hắn dùng điện thoại kết nối với chiếc loa để đường nhân nghĩ rằng Sampat vẫn đang còn ở trong đó. Cuối cùng gã cứ thế chui gọn vào thùng hàng rồi chờ cho đường nhân vận chuyển mình ra ngoài. Rõ ràng từ đầu cho đến cuối báo thủ đã vô tình tiếp tay cho tội ác của tên sát nhân mà không hề hay biết. Tuy vậy, gã hung thủ không thể ngờ rằng chiếc loa mà mình đã dùng để kết nối với điện thoại chính là con dao hai lưỡi khi trực tiếp kết tội hắn. Qua cuốn nhật ký của cô bé nữ sinh thì động cơ gây án của hung thủ cũng được vén màn. Hóa ra từ khi con trai mất tích một cách bí ẩn thì Sampat đã lén lút theo dõi chụp hình con gái của hung thủ, thậm chí còn bắt cóc cô bé về nhà để làm cái chuyện trời đánh thánh vật. Không còn đường chối tội nên sát nhân đã trực tiếp nhảy xuống lầu để thoát thân, nhưng ai ngờ đúng lúc này xếp Thái lại lái xe chạy tới tông chết hắn. Cứ tưởng vụ án đã khép lại thì Tần Phong đã nhận ra Sampat là người đồng tính đúng như đường nhân đã phỏng đoán trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gã cướp không thể đụng chạm đến thân thể của cô bé. Hóa ra cậu con trai của Sampat từng rất thân thiết với nữ sinh nên ngay khi cậu biến mất thì gã đã lập tức nghi ngờ cô bé là hung thủ ám sát bạn học. Lo sợ ông ta sẽ lật tẩy mình nên nữ sinh đã cố tình ngậm máu phun người bịa ra tội ác của Sampat vào trong cuốn nhật ký và cố ý để cho cha dượng đọc được. Bởi vì có tình cảm đặc biệt với con gái nên ông ta đã không hề hay biết mình đã bị biến thành công cụ giết người cho cô bé. Trong cơn mù quáng, cha dượng đã rơi vào vòng xoáy tội ác hoàn hảo mà con gái nuôi đã vạch sẵn để mình thực hiện. Tuy nhiên vì không thể xác định được xu hướng giới tính của một người đã chết nên Tần Phong cũng không thể buộc tội mà chỉ còn cách buông tha cho cô bé. Ranh giới giữa thiện và ác quả thật rất mơ hồ, khi để một tờ giấy có thể đứng được cần phải gấp nó tạo thành hai cạnh. Cho dù ở thời đại nào đi nữa thì tốt xấu luôn luôn đi song hành, không thể tách biệt. Tần Phong sau đó cũng quyết định ở lại Thái Lan để hợp tác với ông chú thám tử khuấy đảo phố Tàu. Sau khi phá được vụ án giết người cướp của lần trước thì danh tiếng của Tần Phong đã vươn xa hơn trong giới thám tử. Lần này anh được ông chủ họ hàng xa của mình là đường nhân mời đến New York để tham dự một lễ cưới. Nhưng ngay khi đến nơi và quan sát các khách mời thì Tần Phong đã nhận ra đây chỉ là trò lừa bịp của ông thần báo. Bởi vì mục đích của đường nhân là muốn sử dụng tài năng của Tần Phong để giúp mình phá một vụ án rồi lãnh thưởng tận 5 triệu đô Mỹ Kim. Tại đây, chú Bảy, bố già của phố người Hoa, đang lâm bệnh nặng nên triệu tập các tay thám tử giỏi nhất từ một ứng dụng gọi đào và thiết lập một cuộc thi nhằm tìm ra kẻ đã hãm hại cháu mình. Ngoài Tần Phong ra thì còn rất nhiều gương mặt cộng cán khác trong làng thám tử góp mặt ở vụ án lần này. Có thể kể đến như nữ hacker Kiko đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tội phạm hàng đầu tại Hồng Kông. Kế đến là anh chàng cơ bắp thủy quân Lục Túi đến từ Mỹ. Tiếp theo là nữ thám tử Tâm Linh xếp hạng thứ 7 ở Indonesia cùng với một cô bé thám tử nhí chỉ mới 10 tuổi. Và cuối cùng là Hiroshi Tiên Sinh đến từ Nhật Bản. Đó cũng là người đang cạnh tranh trực tiếp vị trí số 2 với Tần Phong trên bảng xếp hạng. Với tình hình sức khỏe hiện tại thì chú Bảy chỉ sống được nhiều nhất là một tuần nên ông ấy rất nôn nóng muốn bọn họ càng nhanh càng tốt tìm cho bằng được kẻ đã giết cháu trai của mình để trả thù. Để giúp cho quá trình phá án diễn ra suôn sẻ nên nữ thanh tra họ Trần cũng được chú Bảy mời tới nhằm cung cấp cho các thám tử những manh mối quan trọng. Cách đây 4 ngày trước, thi thể cháu trai của ông trùm phố Hoa đã được tìm thấy trong một ngôi đền với lồng ngực bị xé toạc ra để lấy đi quả tim. Theo kết quả khám nghiệm tại hiện trường thì cảnh sát cho rằng nạn nhân có thể bị đánh thuốc mê ở nơi khác và đưa đến đây để hành quyết. Thế nhưng Hiroshi Tiên Sinh lại nhận thấy có vài điểm khả nghi bất hợp lý. Rõ ràng nạn nhân được xác định tử vong trong khoảng từ 9 đến 10 giờ. Tuy vậy, qua tìm hiểu giúp thám tử Nhật Bản biết được ngôi đền này đúng 10 giờ mới mở cửa hoạt động. Hà cớ vì sao mà hung thủ lại chọn một nơi có nhiều người ra vào để làm hiện trường gây án, và phải chăng có yếu tố tâm linh gì đó ở đây? Để trả lời cho câu hỏi đó nên ngay ngày hôm sau cả nhóm đã quyết định đến hiện trường để điều tra cụ thể. Trong khi mọi người vẫn còn chưa tìm ra manh mối gì thì chú đường bên này đã tái máy tay chân nhảy ngay vào vị trí thi thể nạn nhân mà nằm. Ai ngờ sự tài lanh của ông ấy lại giúp cả nhóm phát hiện ra một ký tự lạ được viết ngay dưới chiếc bàn thờ. Tuy nhiên cho đến lúc này vẫn chưa ai có thể biết được ký tự lạ đó mang ý nghĩa gì. Dù vậy, rất nhanh sau đó họ đã phát hiện vụ án có nhiều điểm tương đồng với vụ án xảy ra cách đây một tuần trước. Nạn nhân là một người phụ nữ da trắng bị chuốc thuốc mê rồi bị lôi đến một con sông giết chết. Có điều hung thủ không lấy đi trái tim mà thay vào đó là quả thận của cô ta.
Dựa trên sự tương đồng về cách thức gây án, Tần Phong và Hiroshi suy luận rất có thể cả hai vụ án đều được thực hiện bởi một gã sát nhân nên đã đề nghị thanh tra cho xem lại đoạn băng ghi hình gần hiện trường nơi xảy ra hai vụ án. Quả nhiên bằng con mắt tinh tường của mình giúp cặp đôi thám tử đã phát hiện thấy một kẻ khả nghi lảng vảng ở cả hai khu vực mà cảnh sát tìm ra thi thể. Ngay lập tức nữ hacker Kiko đã xác định được danh tính của nghi phạm thông qua cơ sở dữ liệu mà mình đã đánh cắp từ sở cảnh sát. Đúng như dự đoán ban đầu của thanh tra Trần khi gã này cũng là người gốc Trung Hoa. Tên thật là Tống Nghĩa di cư sang Mỹ bất hợp pháp và người thân duy nhất của hắn là một cô em gái nhưng hiện đã mất tích gần 2 năm. Không chần chừ chú Bảy liền yêu cầu tất cả mau chóng bắt tên hung thủ về để chịu tội. Nếu ai đưa được hắn về sớm nhất thì sẽ nhận được 5 triệu đô của ông ấy. Nhờ vào cuốn sổ ghi chép của một bà chủ trên phố người Hoa cộng thêm khả năng suy luận nhạy bén của mình mà Tần Phong rất nhanh đã khoanh vùng và xác định được nơi ở của nghi phạm. Đến một tòa chung cư cũ kỹ, cả hai bất ngờ phát hiện Tống Nghĩa đang dạy tiếng Trung cho một nhóm học sinh da màu. Tuy nhiên khi quan sát cách anh ta cầm phấn viết bảng thì Tần Phong đã nhận ra suy luận trước đó của mình cùng mọi người có lẽ đã sai. Bởi vì kết quả thẩm định trên người nạn nhân cho thấy hung thủ là người thuận tay trái trong khi Tống Nghĩa rõ ràng lại đang sử dụng tay phải vào tất cả các hoạt động thường ngày của gã. Dù vậy chú đường không để Tần Phong kịp đưa ra kết luận, quay đi quay lại đã thấy thám tử dòm sông vào buộc tội rồi hành hung kẻ nghi phạm. Có điều học trò của Tống Nghĩa toàn là dân xã hội có máu mặt. Thấy thầy bị ăn hiếp nên các em bự đồng loạt rút hàng nóng thủ sẵn trong người để uy hiếp làm đường nhân sợ xón cả ra quần. May mà Tần Phong nhanh nhẹn dĩ hòa vi quý thành công đưa ông chú báo đời thoát ra ngoài. Trong lúc họ đang đi vệ sinh thì con nuôi của chú Bảy vì muốn lập công với cha nên đã dẫn theo đàn em đến cưỡng chế Tống Nghĩa về quy án. Đám học trò cá biệt một lần nữa rút súng ra hăm dọa nhưng tiếc là phía bên này gã thủy quân lục túi lại đem cả tên lửa chống tăng theo. Cả bọn thấy thế liền giả điếc giả mù một loạt cứ thế để Tống Nghĩa bị bắt đi. Nhờ trốn trong nhà vệ sinh mà hai chú cháu vô tình nghe lén được con nuôi chú Bảy là ông Lục sẽ áp dụng định luật thà giết nhầm còn hơn bỏ sót quyết thủ tiêu Tống Nghĩa trên đường áp giải để lập công với cha. Biết rõ thầy Tống vô tội nên hai chú cháu thám tử đồng lòng sẽ cứu anh ấy ra. Ngay lập tức đường nhân hóa trang thành vịt Donald chặn đầu xe để khiêu khích cả tài xế. Nóng mặt vì bị trêu ghẹo nên hắn hùng hổ bước xuống định bóp còi chú vịt nhưng ai ngờ lại bị nó hành cho ra bạ hóa thành Michael Jackson lúc nào không hay. Thấy đồng bọn cúi bắp quá nên cả bọn liền lập tức xuống xe để ứng cứu. Chỉ chờ có thế Tần Phong trực tiếp biến thành nhện nhọ xông vào giải vây cho con tin. Ở bên này trong lúc rằng con đã khiến đường nhân bị gã lính thủy đánh bạc phát hiện ra danh tính. Quá cay cú vì người quen bị nẫng tay trên nên Lục tiên sinh liền cho đám em đuổi đánh đường nhân. Trong cơn hoảng sợ anh liền cắm đầu bỏ chạy thế méo nào lại nhảy vào xe hoa của một cặp đôi. Sắp sửa gần đất xa trời mà còn bị dọa cho một phen như thế khiến chú rể già liền lên đơn đau tim co giật quy tiên ngay tại chỗ khi còn chưa biết cảm giác động phòng là như thế nào. Ngay sau đó cả bọn bị rượt đuổi dữ dội đến nỗi quần áo bên ngoài bị lột sạch chạy lòng nhong trần như nhộng ngay trên đường phố New York hoa lệ. Trong lúc cấp bách ba người liền chui đại vào một quán bar chứa toàn tai to mặt lớn để trú ẩn. Lúc này đám thuộc hạ của ông Lục vừa hay đuổi tới đụng độ với mấy gã mặc cô bặm trợn. Vừa nhìn nhau là cả bọn đã sừng cổ lấy hàng nóng ra khoe. Tên lính thủy đánh bạc y có khẩu tên lửa trong tay nên ra oai lên mặt đắc ý. Có điều tiếc cho hắn là đã vào nhầm phòng vì ở đây hàng của ai cũng to và dài thuộc loại siêu khủng. Đã thế mấy ông chú còn máu chó đến thì tiếp còn đụng là trụng không ngán bố con thằng nào. Quá ngán ngẩm trước sự chịu chơi của mấy tay giang hồ Mỹ, đám da vàng bên này run bần bật cố gắng móc điện thoại ra diễn kịch về đưa vợ đi đẻ rồi sủi thật nhanh khỏi đó. Cơ mà chưa vui vẻ được bao nhiêu thì hóa ra ngoài hàng nóng trong túi thì trong đũng quần ông anh to con nào cũng có vì đây là nơi cho mấy anh trai bảy màu. Hôm sau cuộc truy đuổi gây náo trên đường phố của bộ ba phá hoại đã đến tai của cảnh sát trưởng. Thanh tra Trần cũng vì vậy mà bị mắng một trận té tát và không những thế cấp trên còn yêu cầu cô phải chấm dứt mọi hoạt động điều tra của bọn ngoại bang nếu không sẽ phát lệnh truy nã họ toàn quốc. Trong khi đó Tống Nghĩa cùng hai chú cháu đường nhân bên này cũng đã đến bờ sông nơi cô gái da trắng bị lấy mất quả thận để tìm ra chân tướng của sự việc. Cũng tại đây bọn họ đã phát hiện ra một ký hiệu mà tên hung thủ để lại giống y hệt với ký hiệu được chú đường tìm thấy ở ngôi đền khi trước. Rõ ràng đây là một vụ giết người liên hoàn và có liên quan mật thiết với nhau. Để hiểu rõ những ký hiệu này có ý nghĩa gì nên đường nhân đã dẫn cả nhóm đến gặp sư phụ của mình. Bằng kiến thức cùng sự hiểu biết dày dặn của bản thân mà vị sư phụ tự tin khẳng định rằng thứ mà bọn họ tìm được là một loại bùa tà môn trấn linh. Ngoài công dụng giúp trấn giữ linh hồn của nạn nhân lại thì nó còn làm cho linh hồn đó không thể nào được siêu thoát về thế giới bên kia. Để hiểu cặn kẽ hơn về loại tà đạo này nên bọn họ đã đến một thư viện lớn nhất New York để tìm thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra. Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng cả ba đã tìm được cuốn sách chỉ cách sử dụng bùa trấn linh nhưng nó lại bị xé mất đi một trang quan trọng. Rất có thể đây là manh mối duy nhất dẫn đến vụ án nên hung thủ đã cố ý không để ai khác ngoài hắn biết được. Hết cách nam chính đành phải nhờ đến nữ hacker để nhờ cô điều tra danh tính của người đã từng giữ cuốn sách này trước đây. Đồng thời khi này Tần Phong cũng biết được bọn họ đang nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát vì tội cố tình bao che và giúp nghi phạm chạy trốn. Tình ngay lý do làm việc tốt nhưng lại bị nghi ngờ.
Do không thể thuê khách sạn vì bị truy nã nên từ đó, theo đề nghị của Tống Nghĩa thì cả nhóm quyết định sẽ ra công viên để ngủ. Ai ngờ tại đây cả ba đã phát hiện tên sát nhân đang tiếp tục thực hiện hành vi tội ác của hắn. Không nói không rằng Tam Tấu liền hết ga hết số đuổi theo tên hung thủ, nhưng vì gã gắn motor ở đít nên chạy quá nhanh nên cơ bản họ không thể duy trì được tốc độ. May mà vẫn còn đó, Tần Phong sức khỏe dẻo dai kiên trì đuổi theo hắn đến tận một nhà ga. Bất ngờ tên sát nhân không chạy nữa mà quay người lại cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, nhưng vì trong bóng tối nên chàng thám tử không thể quan sát rõ được khuôn mặt của gã. Đúng lúc tên này rút con dao phẫu thuật sắc lẹm ra để lấy mạng Tần Phong thì đồng đội của anh đã kịp thời chạy đến giải vây. Ba đấu một không chột, cùng què nên sát nhân lập tức đánh bài chuồn để bảo toàn tính mạng. Sau đó, Tống Nghĩa cũng thành thật thừa nhận mình đã giấu hai chú cháu một số chuyện có liên quan đến vụ án. Đầu tiên là việc cách đây vài ngày thầy giáo đã đọc qua cuốn sách Bùa Trấn Linh và kế đến là hành động xuất hiện ở hiện trường của cả hai vụ án. Thế nhưng tất cả việc này đều do một kẻ tên Kiêu Người đang giữ vị trí top 1 trong danh sách thám tử đã sắp xếp và yêu cầu Tống Nghĩa thực hiện. Thông qua lời khai này giúp Tần Phong đã bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ rằng Kiêu rất có khả năng cao là hung thủ đứng sau cả ba vụ án, còn Tống Nghĩa chỉ là bức bình phong giúp hắn nhận tội thay. Hôm sau, thanh tra Trần và người của mình đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, giống như hai lần trước khi tên sát nhân cũng để lại ký hiệu Bùa Trấn Linh ngay cạnh thi thể của nạn nhân. Vì đang bị truy nã nên nhóm của chú Đường không thể xuất đầu lộ diện mà chỉ có thể âm thầm đứng từ xa để quan sát. Có điều do khoảng cách quá xa nên bọn họ vốn dĩ không thể biết được nạn nhân đã bị hung thủ lấy đi phần nội tạng nào. Trong lúc bí bách, cả ba đã bất chấp nguy hiểm đột nhập vào bệnh viện để đánh cắp hồ sơ khám nghiệm tử thi. Tần Phong nhanh trí rủ hai cộng sự hóa trang thành những cô y tá gợi cảm khiến cho ông lão bên này vừa nhìn đã bật khỏi xe lăn mà đứng dậy. Sau một hồi lục lọi khắp cả căn phòng thì cũng đã tìm thấy hồ sơ ghi chép của bác sĩ. Nạn nhân lần này là một luật sư người da trắng bị lấy mất đi bộ gan về xào dưa. Trùng hợp thay vết cắt trên thi thể cũng chỉ ra hung thủ thuận tay trái. Đúng lúc này bác sĩ và thanh tra Trần lại vào phòng, Tống Nghĩa chậm chân trốn không kịp nhưng rất may lại là người thoát ra đầu tiên. Tần Phong cùng chú của mình theo sau thì lại bị thanh Trần tóm cổ. Vì muốn chứng minh thầy Tống không phải là hung thủ mà kẻ sát nhân lại là một người khác nên thần thám Tần Phong đã hết lời năn nỉ đối phương cho họ một cơ hội. Thời gian khi này rất gấp rút vì chỉ còn 3 ngày để thanh tra Trần báo cáo kết quả điều tra với cấp trên. Hơn nữa rất có thể hung thủ cũng đang sắp sửa giết nạn nhân thứ tư rồi. Trong tình thế đó, nữ thanh tra buộc lòng đành phải thả tự do để họ giúp mình một tay. Ai ngờ chưa đi khỏi đó bao xa thì cặp đôi đã bị con nuôi của chú Bảy úp sọt. Do cứng đầu cứng cổ không chịu khai ra tung tích của Tống Nghĩa nên bọn họ liền được nhốt vào ngục tối. Tại đây hai chú cháu cùng nhau phân tích rồi phát hiện việc cả ba vụ án đều liên quan đến âm dương ngũ hành. Cụ thể vụ án đầu tiên tại đền Táo Quân thì nạn nhân là cháu trai của chú Bảy đã bị giết lấy mất trái tim. Thời gian hung thủ ra tay là ngày 1 tháng 7 vào khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng. Tất cả đều liên quan đến hỏa. Vụ án thứ hai diễn ra tại một xưởng tàu bỏ hoang cạnh bờ sông. Nạn nhân là một người phụ nữ da trắng bị sát hại lấy mất thận. Thời gian được xác định là ngày 27 tháng 6 từ 23 giờ đến 1 giờ và tất cả đều liên quan đến thủy. Cuối cùng là vụ án gần nhất diễn ra tại công viên vào 3 giờ rạng sáng ngày 7 tháng 7. Nạn nhân bị lấy đi mất lá gan còn mọi thứ đều liên quan đến mộc. Rõ ràng tên sát nhân tư duy rất chặt chẽ khi để hiện trường không có manh mối và nhất định không phải giết người một cách bừa bãi. Để lấy đi cơ quan nội tạng tương ứng thì hung thủ đã dựa vào ngày tháng năm sinh của từng nạn nhân. Chính xác thì hắn đã xem New York như là pháp đàn của mình rồi qua đó giết đủ 5 người thuộc kim mộc thủy hỏa thổ và lấy đi lục phủ ngũ tạng để luyện đan nhằm có thể trở thành tiên mà trường sinh bất tử. Dựa vào âm dương ngũ hành nên hai người đã phát hiện vụ án tiếp theo sẽ diễn ra vào khoảng 15 giờ đến 19 giờ ngày hôm nay. Tuy nhiên địa điểm cho đến lúc này thì vẫn chưa thể xác định rõ trong khi chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là tội ác thứ 4 sẽ xảy ra. Đang lúc bế tắc thì rất may Kiko đã nhờ vào định vị gắn trên điện thoại của Tần Phong mà tìm được đến đây để giải cứu cho hai chú cháu. Trong khi đó phía cảnh sát sau khi loại bỏ và sàng lọc cũng đã phát hiện một loài vật chất không nằm trong hiện trường tại nơi xảy ra cả ba vụ án. Ở bên này, thám tử top 1 server là Kiêu cũng đã để lại lời nhắn cho Kiko cùng các đồng nghiệp rằng gã sát nhân đang ra tay với nạn thứ tư tại một nhà máy sản xuất đường. Đến nơi thì chú Đường lại hội ngộ với Tống Nghĩa, đám thuộc hạ của ông Lục và cảnh sát hay tin cũng có mặt tại đây để tóm gã sát nhân. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn vì kẻ giết người đã xong việc rồi về ngủ được 8 kiếp còn người đang nằm im bất động dưới sàn lúc này lại chính là con nuôi của chú Bảy. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thầy Tống vì cho rằng anh là nghi phạm số 1. Cứ thế cả bọn lao vào ẩu đả gông cổ Tống Nghĩa về cho chú Bảy để lãnh thưởng. Đúng lúc đó một tiếng súng vang lên chấm dứt sự hỗn loạn. Cảnh sát trưởng tức giận tóm hết cả đám thám tử nhốt vào trại giam còn băng nhóm của chú Bảy thì đương nhiên được thả tự do. Không cần đến kết quả xét nghiệm tử thi thì Tần Phong cùng chú Đường cũng biết nạn nhân vừa rồi đã bị lấy mất phổi và thuộc mệnh kim. Nạn nhân tiếp theo và cuối cùng sẽ rất đặc biệt vì mệnh thổ có đến 3 khung giờ thích hợp để tên sát nhân có thể ra tay. Tuy vậy, với tình hình hiện tại thì quyền lực của thanh tra Trần cũng không thể giúp họ ra ngoài để phá án.
Hết cách, cả bọn đành phải tiếp tục suy luận để tìm ra hung thủ ngay trong trại giam. Tần Phong với tư duy nhạy bén đã suy đoán để có thể biết được ngày tháng năm sinh của nạn nhân một cách chính xác thì hung thủ chắc chắn phải làm việc ngân hàng hoặc sở cảnh sát. Ngay lập tức, Kiko đã sử dụng một chiếc máy tính mini công nghệ cao được giấu khéo léo trong bộ trang sức của mình để đột nhập vào cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát và ngân hàng. Có điều những nơi đó lại không có liên kết chung giữa cả ba nạn nhân. Đúng lúc này, Tần Phong đã ngờ ngợ ra một vài chi tiết quan trọng mà mình đã bỏ lỡ trong quá trình điều tra. Mặc dù vụ án này chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tục lệ Trung Quốc, nhưng đâu có nghĩa tên sát nhân nhất định phải là người Trung Quốc. Nhớ lại lúc chạm mặt tên sát nhân ở nhà ga thì Tần Phong đã thấy hắn cầm một con dao phẫu thuật ở trên tay. Vợ của hắn là người Trung Quốc nên đương nhiên hắn rất am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa. Ngoài ra, trên bàn làm việc của hắn thì Tần Phong còn phát hiện thấy lọ thuốc chữa bệnh ung thư và vị trí đặt ly nước ở phía bên tay trái. Không những thế, nam chính còn thấy tên của gã sát nhân xuất hiện trên bảng ghi chép ra vào thư viện. Đúng vậy, hung thủ mà Tần Phong đang đề cập đến đó chính là tay bác sĩ tóc bạch kim mà ba người bọn họ đã lèn vào để xem trộm hồ sơ khám nghiệm tử thi cách đây không lâu. Vừa hay Kiko cũng đã phát hiện ra bốn nạn nhân bị sát hại trước đó đều đã đến chỗ của tay tên bác sĩ điên loạn để khám bệnh, nên chính vì vậy mà hắn mới có được thông tin cá nhân của họ. Cùng lúc đó, nhờ vào gợi ý của chú Đường mà Tần Phong đã biết được vị trí tế đàn tiếp theo của tên giết người hàng loạt và nạn nhân xấu số lần này không ai khác đó chính là thanh tra Trần. Thời gian gấp rút khiến các thám tử bất đắc dĩ phải hợp sức cùng nhau dùng công năng đặc dị của mình để lấy cắp chìa khóa của viên cảnh sát rồi thành công giúp bộ ba bất hảo ra khỏi song sắt. Ai ngờ vừa mới bước chân khỏi cửa thì bọn họ lại bị đám người của chú Bảy chờ sẵn với bắt đuổi đánh. May mắn trong lúc nguy khó, sư phụ của chú Đường đã có mặt kịp thời liên tục xuất chiêu nhắm thẳng giao diện của hai tên cầm đầu mà đánh. Sau đó còn ra lệnh cho hàng trăm đệ tử của mình ra trận tạo cơ hội để nhóm của chú Đường thoát thân. Biết không thể quốc bộ đến hiện trường trong khi đang bị cảnh sát theo ngay sau nên báo đời đã mượn tạm chiếc taxi để đưa hai người đi trốn. Tuy nhiên do không làm chủ tốc độ nên vừa được vài cây số là bọn họ đã mất lái đâm sầm vào dàn giáo làm sơn từ trên rơi xuống. Chiếc xe cũng vì vậy mà trơn trượt xoay mòng mòng khiến tam tấu đầu óc quay cuồng rối loạn cả tiền đình. Trong cái rủi có cái xui nên họ đá luôn con ngựa xích thố của Lữ Bố đang đậu bên đường mà phi nước đại về phía trước. Ai mà có ngờ cảnh sát vẫn chưa chịu bỏ cuộc đuổi theo sát nút, chờ cơ hội thích hợp liền phóng ngay hai mũi thuốc gây mê vào mông Bạch Mã làm nó ngã chỏng vó. Ba thanh niên cũng vì vậy mà bị văng khỏi xe té lộn nhào tiếp đất bằng mặt, suýt nữa là phải đi chồng cả hàm răng. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt thì đúng lúc này đoàn mô tô phân khối lớn của mấy anh trai căng tơ lại xuất hiện khiến chú Đường mừng ra mặt. Cứ thế hộ ba được mấy chị ngầu cứu phô mai quay hộ tống an toàn đến hiện trường trước sự bất lực buông xuôi của cảnh sát. Vừa đến nơi bọn họ đã hớt hải chạy ngay vào phòng khám nghiệm tử thi nhưng lại không phát hiện được gì. Tần Phong thấy thế liền nhổ một sợi tóc của chú Đường để dò tìm phương hướng. Tên sát nhân lúc này đang định mổ xẻ tử thi để lấy nội tạng thì giật mình buộc phải dừng lại do tiếng động của ba người gây ra. Sau khi mở cánh cửa sắt ra, cả ba rất ngạc nhiên vì không nghĩ bên trong bệnh viện lại ẩn chứa một mật thất lớn đến như vậy. May mà bọn họ đến kịp lúc nên thanh tra Trần khi này vẫn bình an vô sự. Đột nhiên đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt, còn tên sát nhân từ sau xuất hiện tấn công Tần Phong làm anh không kịp trở tay. Cũng may là chú Đường và Tống Nghĩa nhanh nhẹn nhảy bổ đến cứu thoát chết trong gang tấc. Lúc này tên sát nhân cũng không thèm giấu giếm nữa mà trực tiếp cởi bỏ chiếc mặt nạ, đồng thời cũng thẳng thắn chia sẻ lý do mà bản thân đã tìm đến con đường tà đạo này. Thì ra trước đây tay bác sĩ là một người rất tin vào Chúa Trời và khoa học, nhưng niềm tin đó bắt đầu lung lay khi hắn phải bất lực chứng kiến người vợ chết vì căn bệnh ung thư. Không chỉ vậy mà ngay tại thời điểm này gã bác sĩ cũng đang phải đối mặt với án tử giống như vợ của mình. Bất mãn vì đã tự tay giúp hàng trăm người có được cuộc sống mới để rồi không thể cứu được bản thân cùng cô vợ thân yêu, tên bác sĩ điên loạn tự nhận mình là thần quyết định tìm đến con đường tà thuật. Để đổi lại mạng sống cho một vị thần như hắn thì việc giết chết 5 người cũng chẳng có gì là to tát cả. Tần Phong nghe xong liền lên tiếng chỉ trích hành động ban ngày cứu người ban đêm, tàn sát sinh mạng của tay bác sĩ đã sai với ý nghĩa của đạo đức. Rõ ràng gã sát nhân điên loạn chỉ là một con thú ham muốn sự sống mà quên mất đi cách làm một con người. Cuối cùng vì kế hoạch đã bại lộ và không thể tiếp tục luyện đan được nữa nên gã đã trực tiếp tự đăng suốt đời mình. Mặc dù đã tìm được hung thủ thật sự nhưng Đường Nhân lại không thể có được 5 triệu đô do chú Bảy đã qua đời trước đó một giờ. Sau cùng Tần Phong và Tống Nghĩa ngồi lại với nhau để tâm tình về những chuyện đã qua. Tuy biết được hung thủ đằng sau những vụ giết người man dợ cơ mà nam chính vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn vì kẻ thực sự giết chết con nuôi của chú Bảy vẫn còn lãng vãng đâu đó ngoài kia. Hóa ra Lục Tiên Sinh là kẻ cầm đầu đường dây chuyên bắt cóc những thiếu nữ để bán sang nước ngoài làm gái bán hoa, và cũng chính hắn là kẻ đã gây ra vụ mất tích của em gái Tống Nghĩa vào 2 năm trước. Chính vì vậy anh ấy đã lợi dụng theo cách thức giết người của tay bác sĩ để giết chết con nuôi của chú Bảy nhằm báo thù cho em gái. Sau đó còn cố tình ngụy biện bằng chứng để gán tội cho tên sát nhân. Lúc ở thư viện chính, thầy Tống đã là người trực tiếp xé bỏ một trang trong cuốn sách bùa chú nhằm cản trở việc điều tra. Cũng nhờ trang sách đó mà Tống Nghĩa đã biết được kế hoạch hành động tiếp theo của tên hung thủ mà dẫn họ đến công viên để tận mắt chứng kiến tội ác của hắn.
Lúc ở bệnh viện vì cảm thấy Tần Phong và Đường Nhân làm trở ngại mình nên anh đã âm thầm tiết lộ hành tung của họ cho con nuôi của chú Bảy. Còn bản thân thì nhân cơ hội đó chụp thuốc mê rồi giết chết gã buôn người. Đợi cho tên sát nhân xử xong nạn nhân thứ tư thì mới trực tiếp đổi vị trí hai cái xác với nhau. Mặc dù Tống Nghĩa miệng luôn nói chỉ làm theo chỉ thị của Kiêu nhưng Tần Phong lại nghĩ rằng bộ óc thiên tài của thầy Tống mới chính là Kiêu chứ chẳng phải ai khác. Để được tham gia và tiếp cận với kẻ thù thì Tống Nghĩa đã cố tình xuất hiện ở hiện trường của hai vụ án đầu tiên và để cho camera ghi hình lại. Biết rõ sát thủ thuận tay trái giống bản thân nên từ ban đầu anh đã cố gắng sử dụng tay phải để xóa bỏ những hoài nghi của Tần Phong về mình. Nhưng cho đến khi cứu lấy Tần Phong vào khoảnh khắc anh bị sát nhân đá ra cửa sổ, Tống Nghĩa trong vô thức đã quên việc mình đang cố che giấu mà đã trực tiếp sử dụng tay trái. Chính điều đó đã khiến cho Tần Phong quay sang nghi ngờ trở lại. Để thêm phần chắc chắn đối phương là kẻ giết người, Tần Phong đã mang ra một túi phấn lấy từ phòng học của Tống Nghĩa, chắc chắn trên đó có dấu vân tay trên bàn tay trái của anh ta. Qua việc bản thân thật sự thuận tay trái và cái xác của nạn nhân thứ tư vẫn còn trong cốp xe thì Tống Nghĩa không còn gì để chối cãi nữa. Tuy nhiên sau cùng Tần Phong đã quyết định để cho hung thủ rời đi cùng bằng chứng buộc tội anh ta. Sáng hôm sau trước khi hai chú cháu lên máy bay để trở về nước thì Kiko cũng đến để tiết lộ rằng mình đã điều tra và phát hiện địa chỉ của Kiêu không phải ở Mỹ. Điều này cũng cho rằng thầy Tống không phải là thám tử top một server như Tần Phong đã suy đoán trước đó. Rốt cuộc gã thám tử bí ẩn đó là ai mà hành tung lại khó đoán đến như vậy? Cuối phim chú Đường bất ngờ nhận một cuộc điện thoại từ Nhật Bản ngỏ ý muốn mời họ sang Tokyo để xử lý một vụ án hóc búa. Đó cũng chính là thử thách cuối cùng của hai chú cháu thám tử và liệu rằng danh tính của Kiêu có được tiết lộ hay mãi mãi chỉ là một ẩn số. Cách đây vài ngày trước, tại Tokyo đã xảy ra một vụ án mạng trong phòng kín khiến giới chính trị cùng cả giới xã hội đen Nhật Bản đứng ngồi không yên. Nạn nhân được xác định là Su Chai, hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đông Nam Á và cũng là người tài trợ đứng sau các thế lực ở Nhật. Còn nghi phạm lại là Katsu Watanabe, thủ lĩnh đời thứ 6 của bang hội Hắc Long, một tổ chức xã hội đen lớn nhất tại đất nước Mặt Trời Mọc. Do tranh giành quyền khai thác khu phố tàu ở Tokyo nên hai bang phái này đã nhiều lần đấu đá dẫn đến kết cục như hiện tại. 7 ngày là thời gian còn lại để Katsu chứng minh mình vô tội không giết Su Chai. Còn nước còn tát kiến ông trùm Yakuza liền dùng mọi quyền lực để triệu tập thám tử tài ba nhất nước Nhật là Hiroshi nhằm giúp mình giải oan. Có điều vụ án này quá hóc búa nên Hiroshi đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Tần Phong và chú Đường ngay khi hai người vừa giải quyết xong vụ án ở New York. Có điều vừa mới bước chân lên một chuyến tàu điện ngầm thì cả ba đã đụng độ với tay thám tử nổi tiếng bậc nhất xứ Chùa Vàng. Xuất thân là một cảnh sát đã nghỉ hưu cộng thêm việc từng là quán quân Muay Thái liên tiếp 3 năm liền. Gã nổi tiếng nhờ sức chiến đấu cực bền bỉ cùng tinh thần bất khuất không chịu đầu hàng trước khó khăn, rách còn được người trong giới đặt cho biệt danh là thám tử chó điên. Không rõ vì lý do gì mà ngay khi vừa gặp bọn họ là rách đã sôi máu đi đường quyền, làm ba người bên này mặt tái mét không một giọt máu. Hết cách, chú Đường đành phải liều mình ra oai múa may quay cuồng một hồi khiến chó điên váng hết cả đầu, nhờ vậy mà thành công giúp cả bọn trốn thoát. Tất nhiên rách không phải là kẻ bỏ cuộc dễ dàng như vậy, biết không thể đấu lại hắn nên cả nhóm quyết định mượn tạm mấy con xe điện đang đậu bên đường mà tẩu thoát. Rách thấy vậy cũng bắt chước nháy nốt con còn lại nhưng lại bị sách đít ném ra ngoài. Bần cùng sinh đạo tặc nên gã thám tử Thái Lan quay sang gắp luôn con chiến mã của thằng nhóc 4 tuổi rưỡi làm nó khóc bù lu bù loa. Trong khi ba người bên này đã đổi sang xe buýt từ khi nào thì rách vẫn miệt mà lẹo đẽo theo sau bám dai như đỉa đói. Để cắt bỏ cục u nhọt này nên Hiroshi quyết định ở lại cầm chân địch, tạo cơ hội cho hai thám tử tàu khở đi trước. Sau cuộc rượt đuổi đó thì hai chú cháu cũng tới được một nhà tắm công cộng để diện kiến ông trùm Katsu. Vừa trông thấy mấy anh lớn xăm trổ ký người mặt mũi dữ tợn là chú Đường đã sợ tụt cả bi vào trong, nhất quyết đòi thằng cháu bỏ ngang. Tiền bạc thì cũng quan trọng đấy nhưng bị trĩ thì khổ cả đời. Tuy nhiên vì đây là một vụ án thép và cơ bản chứng cứ đã được xác thực không thể lật lại, thế nên Tần Phong rất muốn thử sức để giải mã nó. Không nhiều lời, Katsu lập tức đi thẳng vào tình tiết của vụ án. Đêm đó ông cùng nạn nhân đã hẹn nhau đàm phán về việc phân chia địa bàn tại phố tàu. Địa điểm diễn ra buổi bàn chuyện là một căn nhà độc lập chỉ có duy nhất một lối vào, được xây dựng riêng biệt trên một con sông. Cụ Tống, Katsu là hàng chục tên đàn em còn đi cùng Su Chai là cô thư ký Anna và đám tay chân thân cận. Sau khi đưa hai ông trùm vào phòng riêng thì những người không liên quan bắt buộc phải ra ngoài để chờ đợi. Ai ngờ vừa nhấp một ngụm trà cho bon mồm rồi tiến hành đàm phán thì Katsu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phía bên kia Su Chai cũng choáng váng, xây sầm ngã lăn ra đất và rõ ràng trong trà của bọn họ có chứa thuốc mê. Khi tỉnh lại thì Katsu bàng hoàng nhận ra đối phương đang nằm thoi thóp trên vũng máu, còn trong tay ông lại cầm một bài thủy tinh. Ngay lập tức đám đệ tử đã nhanh chóng đưa Su Chai đến bệnh viện, nhưng qua đoạn băng ghi hình mà Hiroshi xem chỉ thấy ông ấy đã tử vong trước khi được các bác sĩ cứu chữa. Xem ra mọi bằng chứng có lợi đều chống lại Katsu, vậy nên ông ấy muốn biết ba người bọn họ có chắc chắn nhận được vụ này hay không. Nếu thành công minh oan cho ông trùm thì 1 tỷ yên sẽ được chuyển vào tài khoản của họ, còn không thì cũng nên lo chuẩn bị hậu sự trước đi là vừa. Ngay sau đó cả nhóm đã đi đến hiện trường xảy ra vụ án để thu thập chứng cứ, nhưng không ngờ khi vào trong thì mọi tang vật đã bị cảnh sát dọn dẹp sạch sẽ.
May mà Hiroshi chu đáo thủ sẵn vài bức hình chụp lại hiện trường nên nhờ đó Tần Phong mới có thể dựng lại vụ án trong trí tưởng tượng. Qua phân tích của mình giúp thần thám tung của xác nhận hiện trường đúng là một căn phòng kín. Về cơ bản ngoài nạn nhân và nghi phạm thì không có ai khác xuất hiện ở đây khi án mạng xảy ra. Nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều khi bị đâm vào động mạch bụng, còn hung khí là một mảnh thủy tinh vỡ của tấm bình phong. Từ đây đến bệnh viện gần nhất mất đâu đó khoảng 25 phút và hoàn toàn trùng khớp với nguyên nhân tử vong. Điều đáng nói là trong cốc trà mà cả hai ông trùm đã uống đều phát hiện một lượng lớn chất gây mê mà người phục vụ mang trà vào được xem là nghi phạm thứ hai thì đã chết ngay ngày hôm sau. Rõ ràng hung thủ đã ra tay giết người diệt khẩu. Hiện tại chỉ còn một manh mối đứng về phía Katsu, đó là dưới lưng của nạn nhân có mảnh vỡ của bình phong nên chứng tỏ ông ta đã bị ngất sau khi tấm bình phong đó vỡ. Trong khi đó dưới lưng của Katsu thì lại không tìm được thứ gì và điều này chứng minh Katsu không thể nào xô ngã tấm bình phong được. Rất có thể Su Chai đã bị ngất trước khi án mạng xảy ra, sau đó hung thủ mới đột nhập vào căn phòng đập vỡ bức bình phong rồi dùng mảnh vỡ tấn công để ngụy tạo hiện trường thành vụ giết người trong phòng kín. Ngoài ra nhờ sự gợi ý của chú Đường mà Tần Phong đã phát hiện ra một manh mối khác khá quan trọng. Đó chính là chiếc bình trang trí bằng đồng được cảnh sát ghi nhận nằm ngay bên cạnh tay phải của Katsu. Quan sát kỹ họ còn tìm thấy một vết sức nghi ngờ được gây ra khi chiếc bình tiếp xúc vào đầu của nạn nhân. Không những thế, kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy phần đầu của Su Chai cũng có một vết thương tương ứng với việc bị vật nặng tấn công. Nếu để cảnh sát có được chiếc bình thì chắc chắn họ sẽ xem nó là một phần của hung khí gây án và chống lại mọi lời bác bỏ trước tòa của Katsu. Vì muốn bảo vệ thân chủ cùng 1 tỷ yên của mình nên chú Đường đã giật lấy tang vật định ném xuống sông. Đột nhiên lúc này thư ký của Su Chai là Anna lại xuất hiện khiến ông chủ hắm cái mắt sáng rực. Thì ra cô ấy đến đây là để nhờ các sư thầy cầu siêu cho linh hồn của ông chủ, sau đó còn khăng khăng buộc tội Katsu là hung thủ giết chết cha nuôi mình. Sở dĩ bà nữ thư ký chắc chắn như vậy là vì hôm xảy ra vụ án tại hiện trường không có kẻ khả nghi nào xuất hiện. Lúc đưa Su Chai đến bệnh viện thì ông ấy còn luôn miệng nhắc tên Katsu rồi nhờ cô trả thù cho mình. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hai người tiến hành cuộc đàm phán thì Katsu còn lợi dụng quyền lực nổi máu dây định đụng chạm cơ thể Anna không hề kiêng nể đối tác. Thử hỏi một kẻ giang hồ sở khanh đốn mặt như thế có vô tội và đáng được minh oan hay không? Chú Đường nghe xong thì liền phát bệnh xị gái lấy ra chiếc bình bằng đồng buộc tội Katsu đưa cho Anna. Ai ngờ cầm trên nóng tay thì thám tử chó điên trà trộn vào đoàn tu sĩ bất ngờ lộ diện cướp lấy tang vật. Có điều thanh tra cao cấp Naoki cũng đã có mặt để tịch thu hung khí. Vốn dĩ là một cảnh sát có tiếng trong giới với tỷ lệ phá án cao ngất ngưởng nên Naoki đã trực tiếp cảnh cáo mấy tay thám tử nên rời bỏ vụ này nhằm tránh gây ảnh hưởng đến việc phá án của mình. Để chắc chắn Su Chai đã bị tấn công vào đầu như những gì đã suy đoán thì cả ba quyết định sẽ đột nhập vào nhà xác để tự tay khám nghiệm tử thi. Do không có trình độ chuyên môn nên chú Đường bị bắt đóng giả làm xác chết nằm trên băng ca để Tần Phong và Hiroshi cải trang thành bác sĩ đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên vừa mới lấy được xác của Su Chai còn chưa kịp xem qua thì bên ngoài thanh tra Naoki cùng người của ông ấy cũng kéo đến. Sau khi xem lại hồ sơ tử vong của nạn nhân, Naoki đã trực tiếp tiến thẳng về phía phòng chứa xác để kiểm tra. Trong tình thế cấp bách khiến cặp đôi thám tử lập tức che chắn nạn nhân lại rồi định leo lên giường nhưng quên mất chú Đường ở phía sau. Không chần chừ họ liền nhét ông lại vào túi rồi đẩy vào hộc đựng xác của Su Chai nằm đỡ. May mắn khi Naoki mở cửa thì mọi thứ đã đâu vào đấy ngăn nắp gọn gàng. Thanh tra cứ thế không nhận ra sự bất thường mà đến bên chỗ của Tần Phong chọt chọt vài cái rồi rời đi. Cùng lúc đó thám tử chó điên rách vì muốn đích thân khám nghiệm tử thi nên cũng giả dạng thành bác sĩ cùng người của mình đột nhập vào bệnh viện. Đợi cho Naoki vừa đi khỏi là Tần Phong và Hiroshi liền bật dậy nhưng chưa kịp làm gì thì rách chó điên lại xông vào. Vừa nhìn thấy hộc chứa thi thể của Su Chai là hai người bọn họ đã hí hửng đưa cái xác ra ngoài mà không hề hay biết người trong đó lại là chú Đường. Đúng lúc định mở cửa rời đi thì cặp đôi lại gặp phải cô y tá, hết cách chúng liền đánh lạc hướng rồi trích điện đưa nàng chìm vào giấc ngủ. Sau đó chúng lại để cô y tá vào hộc đựng xác của Su Chai rồi rời đi nhưng một lần nữa lại bị cản trở bởi hai gã bác sĩ. Hóa ra đám người này chính là đệ tử của ông trùm Katsu với mục đích đến đây là để trộm xác Su Chai về thủ tiêu nhằm lập công giúp thủ lĩnh mình thoát tội. Có điều hai gã ngốc không hề biết mình vừa lấy nhầm thân thể của cô y tá mới bị ngất xỉu trước đó. Ra tới ngoài hai nhóm buộc phải đi chung một chuyến thang máy để kịp thời gian. Cứ tưởng đã thoát khỏi nguy hiểm thì Naoki cùng đàn em bất ngờ chặn cửa bước vào khiến bốn tên giả dạng sợ đái da màu im thin thít không dám nhúc nhích. Nằm bên trong bao đựng xác mãi mà không thấy có động tĩnh gì nên chú Đường nôn nóng bắt đầu cựa quậy tìm cách thoát ra. Tên đi cùng rách chó điên thấy vậy giật bắn mình xun cả vòi vào trong. Trước hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình thì thanh niên liền nhanh trí chữa cháy nấp cụt thành tiếng để đánh lạc hướng. Phía bên cạnh cô y tá bị trích điện ban nãy cũng có dấu hiệu hồi tỉnh lại làm cho tay sai của Katsu cũng vì vậy mà bị dọa cho rớt cả tim ra ngoài tí thì đột quỵ ngay tại chỗ. Đột nhiên thang máy lúc này lại gặp trục trặc làm nó chuyển hướng đi lên, còn đèn bên trong cũng vụt tắt mà trở thành màu đỏ làm hai tên bị dọa khi nãy sợ càng thêm sợ. Thấy chúng như vậy khiến Naoki nhếch mép khinh bỉ vì đàn ông đàn ăn gì mà nhát còn hơn cả cái. Đúng lúc này cô y tá đã tỉnh hẳn và bắt đầu ngọ nguậy tìm đường chui ra khỏi túi đựng xác.
Naoki chứng kiến cảnh tượng này mà tưởng rằng người chết sống dậy thì sợ vãi cả quần, hò hét lớn nhất trong bọn. Trong cơn hoảng loạn, cả đám nhanh trí xông vào hội đồng hấp diêm tập thể nữ y tá. Jack cảm thấy vẫn chưa đủ đô nên đã bồi thêm một cước khiến cô ta tắt nắng hẳn. Đột nhiên đường nhân lúc này lại lù lù xuất hiện phía sau như âm binh, làm cả bọn thêm một phen xanh mặt. Sau khi cho tay thám tử say giấc ngàn thu thì đèn trong thang máy cũng sáng trở lại. Ngay lập tức bọn chúng liền chỉ trỏ tỏ ý nhận ra nhau. Nào quy định cho đàn em hốt chọn cả bọn về đồn, nhưng Jack cùng đám tay sai của Katsu đã nhanh chân chạy mất dép. Lúc này Tần Phong và Hiroshi lại đang chăm chú kiểm tra thi thể của Su Chai. Rõ ràng trên đầu của nạn nhân có vết thương trùng khớp với dấu vết trên chiếc bình đồng, còn vết thương ở ngực phải thì cũng vừa đúng với kích thước của mảnh thủy tinh mà Katsu đã cầm ở hiện trường. Chẳng lẽ nào Katsu đúng thật là hung thủ nhưng đang cố gắng tìm mọi cách để thoát tội? Nếu nói vậy thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì với chiều cao của ông ấy khi ra tay đâm vào nạn nhân thì vết thương đáng lý phải nằm ở bên sườn trái, nhưng nó thật sự lại nằm ở bên phải. Và trừ khi ông ta đứng sau nạn nhân cầm ngược mảnh vỡ thủy tinh để đâm vào bụng mới như thế được. Đang phân vân trước câu hỏi đó thì nam chính lại tìm thấy một điểm đáng ngờ khác nằm ở dưới cánh tay phải của Su Chai. Nếu không lầm thì có lẽ đây là một vết kim tiêm đâm thẳng vào động mạch của nạn nhân, nhưng theo báo cáo Su Chai đã không đến bệnh viện từ nhiều tháng trước. Để xác minh rõ điểm nghi vấn này nên cả nhóm đã tìm tới nhà của nữ thư ký Anna, người thân cận nhất với Su Chai, để tìm thêm manh mối. Có điều khi đến nơi thì căn nhà lại chẳng có một bóng người. Nhìn đồ đạc rơi vãi lộn xộn dưới đất khiến bọn họ đoán chắc cô đã bị bắt cóc mất rồi. Lúc này Jack chó điên cũng đã đánh hơi mò tới, làm cả bọn tí thì choảng nhau. Tuy nhiên họ sực nhớ ra việc quan trọng cần làm bây giờ là tìm ra Anna và tạm thời dẹp bỏ hiềm khích qua một bên, còn Jack cũng đồng ý tham gia hợp tác cùng nhóm chú đường. Thông qua việc xem lại băng ghi hình thì Hiroshi đã phát hiện ra biển số xe của kẻ bắt cóc. Không ai khác, hắn chính là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm đang bị cảnh sát truy nã vì tội hấp điêm giết người hàng loạt. Nhờ Hiroshi mà cả nhóm đã điều tra được hang ổ mà tên sát nhân đang ẩn trốn. Vừa vào trong là họ đã bị hung thủ thử thách với một chiếc máy trò chơi. Câu đố đưa ra là làm thế nào để chỉ trong một lần cắt có thể chia đều hai chiếc bánh mì cho ba người. Tưởng chừng trò này đơn giản nhưng ngay cả Hiroshi và Jack đều trả lời sai. Ở cơ hội cuối cùng bằng IQ vô cực của mình thì Tần Phong dứt khoát chém đi một người để dễ dàng chia hai chiếc bánh mì cho hai người còn lại. Đúng là muốn đối đầu với sát nhân thì buộc lòng phải chơi theo cách của chúng. Nhưng đó chỉ là mở màn, còn trò chơi thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Để cứu Anna họ cần vượt qua ba thử thách cam go. 10 giờ sáng mai mỗi thám tử phải mang theo 100 triệu yên đến lễ hội cosplay để tìm Anna. Nếu cố ý chơi bẩn báo cảnh sát thì cô ấy sẽ lập tức bay màu. Đang lúc bế tắc vì không biết kiếm đâu ra chừng ấy tiền thì may mắn thay Hiroshi đã lên tiếng đài thọ cho cả nhóm. Ngoài thông minh đẹp trai thì nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện nên vài trăm triệu đối với thám tử Nhật Bản chỉ là cây me rụng lá, con bò rụng lông. Ngày hôm sau đúng như đã hẹn, bốn chàng ngự lâm quân hiên ngang bước vào hành trình giải cứu cô công chúa xinh đẹp. Để có thể hòa vào dòng người hóa trang thì bốn gã thám tử buộc lòng phải cosplay thành những nhân vật hoạt hình yêu thích. Hiroshi hóa thân thành siêu nhân đại bàng có cây hàng dắt sau thắt lưng. Rách chó điên thì lại đóng vai nhóc Mazuko phiên bản da đen với nét mặt như thể muốn nói tránh ra để bố còn làm việc. Chú cháu Tần Phong thì tranh thủ mang văn hóa nước mình giới thiệu với nước bạn thông qua bộ phục trang anh em hồ lô biến. Đi được một lúc cả bọn tìm thấy thử thách của tên bắt cóc yêu cầu đến ba con số mà họ nhìn thấy trong đoàn người. Bằng trí nhớ ngắn hạn siêu đỉnh của mình nên Tần Phong và Hiroshi đã giải quyết xong hai con số đầu tiên, thế nhưng vẫn còn một con số cuối cùng chờ họ giải mã. Đột nhiên bên này đường nhân lại tay máy nhập vào chữ đi rồi vội vàng giải thích đó là sai ngực của con búp bê trên đầu họ. Cứ tưởng ông chú báo thần lại phá hoại nhưng ai ngờ đáp án vô tri đó lại hoàn toàn chính xác. Tiếp đến họ nhận được 3 chiếc điện thoại tương ứng 3 cuộc gọi chỉ rõ mỗi người phải đến một địa danh khác nhau trong vòng 30 phút. Trong khi hai chú cháu đường nhân chạy tụt quần đến ga tàu điện thì Jack ở bên này lại chọn cách đi nhờ cano của một em gái hot hòn hòt. Còn Hiroshi cậy có chút tiền vô cùng thong thả thuê hẳn phi cơ ngồi tận hưởng rượu vang. Ai ngờ tên sát nhân lại phát hiện ra xong quyết định xóa bỏ tư cách tham gia trò chơi của Hiroshi. Đến một ngôi đền, Tần Phong và chú đường đối mặt với một gã sumo cao to vạm vỡ. Nếu hai người chiến thắng trước hắn thì sẽ nhận được gợi ý tiếp theo. Qua quan sát xong giúp Tần Phong sớm nhận ra điểm yếu của tên chưa bắt giới này nằm ở mắt cá chân nên xúi dục chú đường bước ra nghênh chiến. Ai ngờ chưa kịp cơm cháo gì thì ông chú lại bị gã sumo đập như con ghẻ. Ở bên này Jack cũng đang phải đối mặt với một rừng kiếm sĩ đạo vô cùng thiện chiến. Không do dự, thám tử Thái Lan liền lao lên tay đôi với đối thủ, có điều cứ hạ được tên này thì tên khác lại hiện ra thế chỗ. Cứ thế Quyền Vương bị đám kiếm sĩ hội đồng dùng gậy gõ vào người tơi bời, hoan lá chính thức từ bỏ cuộc chơi. Ở bên kia sau khi được Tần Phong động viên thì chú đường đã lấy lại tinh thần lao như con thiêu thân về phía gã sumo. Theo sự nhắc nhở của thằng cháu giúp anh vận dụng hết chiêu thức đã học lòm được. Nào là Nacha dò biển, ngựa hoang chia bờm, tiên nhân dò đường, khi ăn trộm đào, mãng xà quấn khăn và cuối cùng là Thái Sơn đè người. Sau một chuỗi các chiêu thức có 102 thì chú đường và Tần Phong đã khiến tên sumo nằm im bất động ngoan như cún con không dám nhúc nhích, cứ thế thành công vượt qua thử thách khó nhằn.
Thế nhưng vẫn còn một ải cuối cùng đang chờ họ ở phía trước. Qua cuộc điện thoại, tên sát nhân yêu cầu Tần Phong di chuyển ra con phố đi bộ và cứ mỗi lần đèn xanh thì phải đếm xem có bao nhiêu người bước qua đường. Thử thách kiểu này có lẽ mẹ ghẻ của Tấm Mà Đội Mưu Sống Dậy cũng bảo tên sát nhân ngồi ngay ngắn để nhận của mình một lạy. Sau hai thất bại ngao ngán khiến Tần Phong quyết định vận dụng đầu óc nhạy bén để tìm ra câu trả lời chính xác. Đợi cho đến khi đèn đỏ thì nam chính vội vàng leo lên một chiếc xe buýt rồi ném toàn bộ số tiền 100 triệu yên xuống đường. Đúng như dự đoán thì mọi người đều đổ xô về đây để nhặt tiền mặc kệ đèn đã chuyển sang màu xanh. Nhờ vậy Tần Phong đã có được đáp án, đó chính là con số 0. Tuy nhiên gã sát nhân lại tắt máy ngang làm nam chính vô cùng khó hiểu. Dù vậy thần thám đã đoán biết được đoạn đường từ nhà Hiroshi đến lễ hội hóa trang cùng những thử thách mà tên sát nhân bắt họ vượt qua đã tạo thành một tấm bản đồ có hình chữ Q. Biết được điều đó, Tần Phong đã gọi điện cho Hiroshi rồi tìm ra một nơi có chữ Q trong tên và đó chính là đường ống thoát nước trong thành phố. Đến nơi họ nhìn thấy Anna vẫn còn sống nhưng cô lại đang bị trói chặt dưới bể chứa và dường như sắp bị mực nước nhấn chìm. Ngay lập tức đường nhân chạy xuống tìm cách để cứu người đẹp, còn Tần Phong thì cũng đã trực tiếp chạm trán với tên sát nhân. Khi này miệng cống thoát nước đang được kết nối với một thiết bị đo nhịp tim của tên sát nhân và chỉ khi nào hắn chết thì mực nước mới dừng nâng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn cứu Anna thì Tần Phong phải giết chết tên tội phạm này. Có điều hắn không hề chống cự mà còn muốn Tần Phong ra tay với mình làm thám tử cảm thấy rất bối rối. Tình hình càng lúc càng nguy cấp khi đường nhân không thể giải cứu được Anna còn tên sát nhân thì vẫn không ngừng xúi giục Tần Phong mau chóng kết liễu hắn. Đối mặt với tình huống này làm Tần Phong quả thật không biết phải hành xử thế nào. Đúng lúc đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây thì thanh tra Nao khi đưa người xông vào trong và chứng kiến tên sát nhân đang rơi tự do xuống đất chết ngay tức khắc. Tuy đã thành công cứu được Anna nhưng đồng thời Tần Phong cũng bị cảnh sát tình nghi là kẻ giết người. Trước khi bị đưa đi, anh đã tranh thủ hỏi Anna về việc cô ấy có còn nhớ cách cầm hung khí của Katsu vào đêm xảy ra án mạng hay không. Ban đầu Anna đã khựng lại một giây rồi sau đó tiến hành mô tả lại cách mà Katsu đã cầm hung khí gây án. Ở trại giam Naoki đã đến thăm Tần Phong, tuy nhiên ngay lập tức đã bị anh nắm thóp và chỉ điểm ông ấy chính là cứu thám tử top 1 server. Toàn bộ những gợi ý từ đầu cho đến cuối hay ngay cả việc Tần Phong bị nhốt vào đây đều do bàn tay của Kyu sắp đặt. Thực ra nam chính đã phán đoán đúng nhưng chỉ đúng có một nửa. Naoki đến phút này cũng thừa nhận Kyu không phải là một cá nhân đơn lẻ mà thực chất là một tổ chức tội phạm được sàng lọc lựa chọn trong hàng tỷ người giỏi nhất trên thế giới. Và tất cả những thử thách vừa rồi cũng là bài kiểm tra mà tổ chức tội phạm này dành cho Tần Phong. Và đúng như dự đoán, nam chính đã xuất sắc và lại thành công nên Naoki đã trực tiếp mời gọi thám tử trẻ trở thành một phần của tổ chức. Qua đó cùng họ phán xét và cai trị thế giới một cách công bằng nhất, điều mà sự yếu kém của luật pháp không thể nào có thể làm được. Để giúp cho Tần Phong thấy được bộ mặt thật của con người cũng như sự vô dụng của đám cảnh sát tổ chức thì Kyu đã không ngần ngại thí mạng tên sát nhân như một con tốt trên bàn cờ. Tuy vậy, sau hàng loạt lời mời gọi ngon ngọt thì thần thám Trung Quốc vẫn quyết định từ chối gia nhập tổ chức tội phạm. Điều đó cũng đồng nghĩa sẽ đẩy anh vào thế đối đầu với chúng. Hơn nữa với tội trạng hiện tại, rất có thể Tần Phong sẽ phải đối diện với mức án cao nhất. Mặc cho những lời đe dọa đó thì nam chính vẫn một mực giữ nguyên chính kiến của bản thân vì anh tin chắc những người bạn sẽ không bỏ rơi mình. Cũng tại thời điểm này, chú Đường theo sự sắp xếp của Hiroshi đã quay trở về Thái Lan tìm gặp nữ sát nhân phần 1 để nhờ cô ấy giúp đỡ. Sau khi nghe anh giải thích đầu đuôi câu chuyện thì cô bé nữ chính liền nở một nụ cười nham hiểm rồi trực tiếp đẩy ngã đối phương xuống đất một cách khó hiểu. Cứ tưởng nữ sát nhân có ý định xấu nhưng không ngờ hành động đó đã giúp cho Đường Phong ngộ ra một chân lý. Ngay lập tức anh và nữ hacker Kiko đã quay trở lại Nhật Bản để tiến hành một cuộc thực nghiệm nhằm chứng minh với công tố viên Tần Phong vô tội. Rõ ràng kết quả cuộc thực nghiệm cho thấy vị trí của một người tự ngã cùng một người bị đẩy xuống là hoàn toàn khác nhau. Không những thế, Kiko còn điều tra ra chuyện có ai đó đã chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của con gái tên sát nhân, chứng tỏ hắn đã chủ đích bán thân mình để đổi lấy tiền cho con gái. Dù vậy, công tố viên vẫn chưa hài lòng với những chứng cứ mà họ mới vừa đưa ra. Để thuyết phục bà ấy một cách tuyệt đối thì Hiroshi đã xuất hiện tiết lộ mánh khóe của mình. Hóa ra trước khi đem theo 300 triệu tiền mặt như tên sát nhân yêu cầu thì thám tử Nhật Bản đã bí mật phun một lớp bột phát quang lên trên bề mặt. Lúc trực tiếp phân phát số tiền đó ở đại lộ đã làm người và tay của Tần Phong dính rất nhiều bột phát quang. Trong khi kết quả khám nghiệm thi thể của tên sát nhân thì lại chẳng thể phát hiện được một tí bột nào. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất chứng minh Tần Phong hoàn toàn trong sạch. Nhờ đó thần thám Trung Hoa đã được thả tự do và quay trở lại vụ án căn phòng kín còn dang dở. Chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là Katsu phải hầu tòa trước những bằng chứng thép không thể lật đổ. Xem ra ông trùm Yakuza khó mà thoát được tội giết người. Bên cạnh đó vì đã đến hạn mà không thể cứu được thủ lĩnh nên bọn đàn em của Katsu đã rất phẫn nộ kéo đến tính sổ với chú Đường. Hết cách, anh đã dẫn dụ bọn đầu gấu chạy đến lễ truy điệu của Su Chai. Đã thế còn cố ý ném cà chua vào hình thờ của người đã khuất. Cũng vì lý do đó mà đàn em của Katsu bị hiểu lầm là đến gây sự và cứ thế hai bang phái lao vào nhau ẩu đả máu lửa.
Lúc này tại phiên tòa, Tần Phong đang mô tả lại toàn bộ quá trình gây án của hung thủ. Thì ra ngay từ đầu Su Chai mới chính là hung thủ khi đã thuê nữ phục vụ bỏ thuốc mê vào hai cốc trà nhưng lại cố ý không hề uống nó. Cát Su biết được thì rất tức giận cho ngay cái bình vào đầu của kẻ thù. Sau khi Cát Su ngất xỉu thì Su Chai đã tỉnh dậy trước và làm đổ bức bình phong rồi gian cảnh tự đâm mình bị thương để đổ tội cho Cát Su. Vết máu vung vãi ở hiện trường cũng là do Su Chai tự lấy ra từ cơ thể để ngụy tạo bằng chứng và đó cũng là lý do ông ấy có vết kim tiêm dưới cánh tay. Tuy Su Chai bị một mảnh thủy tinh đâm vào bụng dẫn đến mất máu nhưng đó không phải là hung khí thật sự. Sau khi tiến hành ghép bức bình phong tại hiện trường lại, Tần Phong đã phát hiện đã thiếu mất một mảnh nên rõ ràng đã có người đem nó ra khỏi hiện trường rồi dùng nó đâm chết Su Chai. Người mà Tần Phong muốn đề cập đến không ai khác chính là Anna vì cô ta là người đầu tiên chạy vào hiện trường nên nữ thư ký đã có thời gian giấu đi một mảnh thủy tinh vào túi quần của nạn nhân. Lúc trên xe, Anna đã cẩn thận dùng khăn mùi xoa của mình bọc lại hung khí để tránh bị phát hiện dấu vân tay rồi cứ thế đâm bồi vào vết thương của Su Chai khiến cho tình trạng mất máu diễn ra nhanh hơn. Vì không thể phi tang hung khí nên thư ký đã giấu vội mảnh thủy tinh vào trong xe chờ thời cơ tiêu hủy sau. Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ án mà cảnh sát đã vào việc quá nhanh, cứ thế họ thu thập mọi bằng chứng khiến cho kế hoạch phi tang hung khí của Anna bị phá sản. Trước ba vật chứng quan trọng là khăn tay cùng túi máu và mảnh thủy tinh tìm được ở trên xe thì dường như bất lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía nữ thư ký của Su Chai. Thế nhưng đúng lúc này, Cát Su lại bất ngờ nhận hết mọi tội lỗi trong khi bản thân sắp sửa được giải oan. Quyết định khó hiểu của ông trùm khiến cho cả phiên tòa náo loạn ngay sau đó. Trước khi chủ tọa tuyên án thì Rách Chó Điên đã xuất hiện mang theo một bằng chứng khác. Qua tìm hiểu lai lịch thân thế của Cát Su và thám tử Thái Lan đã biết được hóa ra ông trùm Yakuza cùng Anna lại là bố con ruột với nhau. Năm xưa do không có tiền chữa bệnh cho con gái nên Cát Su đã tìm đến bố mình để cầu xin ông sự giúp đỡ. Để đổi lấy mạng sống cho Anna thì Cát Su đã chấp nhận đề nghị của bố khi sẵn sàng bỏ rơi hai mẹ con để lấy con gái của Hắc Bang Hội, qua đó củng cố cho thế lực cho gia đình. Nào ngờ quyết định này đã đẩy hai mẹ con Anna vào cảnh lầm than khốn khổ một thân một mình không biết trông cậy vào ai. Chỉ vì muốn Anna được no bụng mà bà ấy đã sẵn sàng trao thân cho một kẻ bạc nhược. Thấy con gái thèm muốn được ăn chiếc bánh kem nên người mẹ tội nghiệp không ngần ngại hy sinh bản thân đánh cắp nó để rồi phải chịu cảnh tù tội và chết dần chết mòn nơi tăm tối. Kể từ đó, Anna quyết tâm nuôi ý định báo thù cho mẹ bằng việc tống bố của mình vào ngục để ông ấy có thể nếm trải và gặm nhấm những gì đã gây ra cho vợ con. Bao năm nằm gai nếm mật chịu khổ khi làm việc cho Su Chai. Tuy nói luôn coi Anna là con nuôi nhưng ông ta luôn ấp ủ ý định chiếm đoạt cô và luôn coi cô là hạng đàn bà để mình vui chơi qua đường. Thế nên từ lâu Anna cũng đã căm thù xem tên bất nhân đó là con tốt thí, một kẻ lót đường cho âm mưu đưa cha ruột vào sau song sắt. Còn sở dĩ Cát Su bất ngờ buông xuôi là vì nhớ ra lúc có ý định sàm sỡ Anna thì ông trùm đã phát hiện vết bớt đặc biệt trên tay của con gái. Biết những tội lỗi gây ra với người thân là không đáng tha thứ nên hắn đã chấp nhận hy sinh bản thân mình để đổi lấy tự do cho con. Thật đúng một tấn bi kịch đầy oan trái. Vì tình tiết của vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ về tình và lý nên thẩm phán đã quyết định cho dừng phiên xét xử đợi ngày thẩm vấn để đưa ra phán quyết cuối cùng. Qua vụ án này, Tần Phong đã tìm được cho mình những đồng minh đáng tin cậy, còn phía tổ chức tội phạm nguy hiểm Kiêu vì không thu phục được thần thám nên đã coi anh như cái gai trong mắt. Có lẽ hành trình chinh phục những vụ án hoàn hảo phía trước sẽ còn rất nhiều trở ngại đang chờ đón Tần Phong cùng cộng sự của mình.